gia cảnh bà Hương khác biệt gian nan. Bà là người tàn phế, sức khỏe yếu, phải sống từ nguồn trợ cấp hình thức bảo trợ thôn hội. Từ trước đến nay, bà Hương thuộc diện hộ nghèo, neo đơn ở địa phương này. Bà sống trong ngôi nhà tình thương diện tích khoảng 35 mét vuông, Căn nhà đơn sơ, không có đồ vật gì đáng lạnh lẽo. Bà có một người nam nhi đang đi làm ở xa. Bà Hương cho biết năm nhi đã lớn và tìm được việc làm, tự lo cho bản thân, còn một mình bà có hình thức hỗ trợ người tàn phế 405.000 đồng tháng. Ngoài ra, bà trồng thêm rau, chăn nuôi thêm gà, dịch, và tự lo đủ sống qua ngày nên đã tự nguyện sinh ra khỏi hộ nghèo để nhường lại cho hộ khác có hoàn cảnh gian năng hơn. Thu một phút đồng hiện có 393 hộ, trong đó có 34 hộ nghèo tại cuộc họp thôn để bình xét hộ nghèo, bà Hương nói, tôi tuy ra gia cảnh gian năng nhưng vẫn còn tự lo được cho bản thân và nhận thấy còn một số hộ khác trong thôn gian năng hơn nên tôi xin rút khỏi danh sách hộ nghèo. Ông Phan Chí Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thôn Phúc Trạch, cho hay khi nhận được đơn xin thoát khỏi hộ nghèo của bà Lê Thị Hương, ông và nhiều người rất bất thần bởi từ trước tới nay, dù nỗ lực giảm hộ nghèo trên địa bàn nhưng trường hợp bà Hương vừa tàn phế lại đơn thân nuôi con nên thôn bao giờ cũng ưu tiên xét cho bà nằm trong diện hộ nghèo với tinh thần tự nguyện lá rắc rối ít đùm lá rắc rối nhiều, chúng tôi hoàn toàn thống nhất và quan ninh sự dược khó, ý thức chia sẻ gì cuộc sống tập thể của bà Hương. Từ trường hợp của bà Hương, hy vọng sẽ có nhiều trường hợp gian nan khác, lấy đó làm động lực dược khó dương lên trong cuộc sống ông anh bày tỏ. Trước nghĩa cử cao đẹp của bà Hương, Quỹ ban Nhân dân nguyện Bố Trạc đã đến thăm, động viên và tặng dàn gồm một số vật dụng và tiền mặt, trị lạnh lẽo một triệu đồng cho bà Hương. Vừa qua, tại tỉnh Thanh Hóa, cụ Đỗ Thị Mơ 83 tuổi, thôn Lương Thiện, thôn Lương Sơn, cũng đạp xe lên ủy ban nhân dân thôn hai lần để xin được thoát nghèo. Cụ sống một mình ở căn nhà cấp 4 đã cũ, minh mông khoảng 20 mét vuông trong nhỏ nhỏ. Dù tuổi cao, cụ vẫn soàn xỉn cuốc đất, trồng rau để mang ra chợ bán, kiếm tiền trang trải cho cuộc sống. Theo cụ Mơ, việc xin thoát nghèo là do cụ không còn nghèo và đang giúp được nhiều hoàn cảnh gian nan khác. Ngoài ra, cụ muốn ra khỏi hộ nghèo để làm gương cho một số trường hợp chưa xứng đáng được hưởng hình thức hộ nghèo tại thôn học tập, nôi theo. Trước hành động đẹp của cụ Đỗ Thị Mơ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã tặng bằng khen cho cụ gì đã nêu cao tinh thần tuổi cao gương sáng, góp phần động viên, cổ vũ người nghèo trên địa bàn tỉnh Dương lên thoát nghèo.